Tập đoàn Đức ra mắt siêu tăng, Tập đoàn Đức ra mắt siêu tăng báo đen, Tập đoàn Quốc phòng Rheinmetall công bố xe tăng KF-51 Panther với nhiều cải tiến hỏa lực và phòng vệ, đặt mục tiêu thay thế dòng Leopard 2 của Đức. Buổi ra mắt xe tăng KF-51 Panther, tức báo đen, diễn ra tại Hội chợ Công nghiệp Quốc phòng Eurosatory ở thủ đô Paris của Pháp hôm 13 tháng 6. Tập đoàn Quốc phòng Đức Rheinmetall cho biết đây sẽ là dự án đầu tư tư nhân với mục tiêu phát triển phiên bản xe tăng kế nhiệm dòng Leopard 2 trong biên chế quân đội Đức hiện nay, cũng như thu hút đơn hàng từ các nước châu Âu. Panther cũng là tên một trong những dòng xe tăng hạng trung nổi tiếng nhất của Đức thời Thế chiến thứ hai, với hơn 6.000 chiếc được xuất xưởng. Rheinmetall chưa công bố nhiều thông tin về kỹ năng chiến thuật của KF-51 Panther, xe có khối lượng khoảng 65 tấn, nhẹ hơn nhiều so với các xe tăng chủ lực phương Tây hiện nay, được trang bị động cơ diesel 1.475 mã lực. Hỏa lực của KF-51 Panther được trang bị pháo nòng trơn 130mm, đang trong quá trình phát triển. CEO của Rheinmetall, Armin Papperger, cho biết pháo 130mm có hiệu quả cao hơn 50% và tầm bắn xa hơn nhiều so với pháo 120mm trên dòng Leopard 2. Nó có thể bắn đạn thanh xuyên động năng tác vỏ ổn định bằng cánh đuôi APFSDS và đạn nổ lập trình được. Xe tăng dự kiến được lắp súng máy đồng trục 12,7 ly và bệ vũ khí điều khiển từ xa cùng khoang chứa máy bay không người lái UAV, đạn tuần kích Hero 120 và một số loại tên lửa chưa được công bố. Rheinmetall không tiết lộ về năng lực phòng thủ của KF-51 Panther, nhưng khẳng định tổ lái sẽ được bảo vệ tốt hơn so với dòng Leopard 2 nhờ sự kết hợp giữa các công nghệ phòng thủ chủ động, thụ động và giáp phản ứng nổ. Tổ lái Panther được rút gọn xuống còn 3 người gồm lái xe, trưởng xe và pháo thủ nhờ hệ thống nạp đạn tự động cho pháo chính. Tuy nhiên, kiếp xe vẫn có thể bổ sung thêm một người trong vai trò chỉ huy trung đội hoặc chuyên viên vận hành UAV. Dự án KF-51 Panther được công bố trong bối cảnh chương trình xe tăng chủ động MGCS liên doanh giữa Đức và Pháp được đánh giá là khó lòng đạt khả năng vận hành trong 20 năm nữa. Berlin và Paris đã đầu tư khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ để phát triển mẫu xe tăng mới, thay thế dòng Leclerc và Leopard 2. Hàng loạt tập đoàn quốc phòng lớn của hai nước đã tham gia dự án này, trong đó có Rheinmetall. Tuy nhiên, truyền thông Đức cho rằng Rheinmetall không hài lòng khi chỉ là nhà thầu phụ trong chương trình MGCS.